Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 26 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chuẩn bị ra đòn mạnh hơn Donald Trump hoãn phạt Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông không ngừng phạt thêm các quan chức Trung Quốc về vụ giam giữ người Hồi giáo ở Tân Cương vì đang ở giữa một thỏa thuận thương mại. Ông Trump nói với trang tin Axios rằng đạt được thỏa thuận tuyệt vời có nghĩa là ông không thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo về quan hệ thương mại của Mỹ với Trung Quốc và Hồng Kông tại Vườn Hồng của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ vào ngày 29 tháng 5 năm 2020. Trung Quốc được cho là đang giam giữ khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm sắc tộc khác trong các trại giam ở Tân Cương để cải tạo tư tưởng và trừng phạt, nhưng phủ nhận việc ngược đãi họ. Vấn đề trên nảy sinh sau những cáo buộc trong cuốn sách của John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Bolton cáo buộc rằng tại một hội nghị thượng đỉnh năm ngoái, ông Trump đã bật đèn xanh cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xây các trại giam người Uyghur ở khu vực phía Tây, nói rằng đó chính xác là điều nên làm. Bình luận của Tổng thống được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu tuần trước, sau đó được trang tin Axios của Mỹ công bố hôm Chủ nhật. Axios nói rằng khi được hỏi tại sao lại trì hoãn việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói như sau: "Chà, chúng tôi đang ở giữa một thỏa thuận thương mại lớn. Và khi bạn đang ở giữa một cuộc đàm phán rồi đột nhiên bạn bắt đầu đưa thêm các biện pháp trừng phạt, chúng tôi đã phạt họ rất nhiều. Tôi đã áp thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc, điều tồi tệ hơn nhiều so với bất kỳ hình phạt nào bạn có thể nghĩ tới." Trong một diễn biến của cuộc chiến thương mại cay đắng, Mỹ đã áp đặt thêm hơn 350 tỷ đô la lên thuế hàng hóa Trung Quốc và Trung Quốc đã trả đũa bằng cách đánh thuế hơn 110 tỷ đô la sản phẩm của Hoa Kỳ trước khi thỏa thuận giai đoạn 1 được ký kết vào tháng Giêng năm 2020. Khi được hỏi tại sao ông không sử dụng đạo luật Magnitsky toàn cầu được Quốc hội thông qua vào năm 2016 để chống lại các hành vi và vi phạm nhân quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói không ai đề cập cụ thể với tôi về Trung Quốc. Đây là hình ảnh các tài liệu bị rò rỉ lần đầu tiên cho thấy chi tiết về việc tẩy não có hệ thống của Trung Quốc đối với hàng trăm ngàn người Hồi giáo trong một mạng lưới của các trại tù an ninh cấp cao. Chính phủ Trung Quốc nói các trại ở vùng Tân Cương là các trung tâm giáo dục và đào tạo tự nguyện. Nhưng các tài liệu chính thức mà đài BBC đã có được cho thấy các tù nhân đã bị giam giữ, bị ép phải học thuộc lòng các thông tin truyền bá và bị trừng phạt. ASEAN cũng gặn hỏi về những cáo buộc của John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông, nói rằng ông đã nhờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử bằng cách mua nông sản từ nông dân Mỹ. Không, hoàn toàn không. Những gì tôi nói với mọi người mà chúng ta thương thảo với, tôi không chỉ nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tôi muốn họ kinh doanh với đất nước này những gì tốt cho đất nước, tốt cho tôi. Nhưng tôi không đi quanh nói, ồ, giúp tôi trong việc tái tranh cử. Tại sao tôi lại nói như thế? Trung Quốc đã bị cáo buộc gì về vụ Tân Cương? Các nhà hoạt động nói rằng Trung Quốc đang tìm cách đồng hóa các nhóm sắc tộc Hồi giáo bằng vũ lực, bằng cách phá hủy văn hóa của họ và cấm các hoạt động của họ. Tìm kiếm sự thật trong các trại cải tạo người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc nói rằng các trại trong lãnh thổ tự trị là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp nhắm vào người theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Một báo cáo vào tháng 3 cho biết hàng chục ngàn người Duy Ngô Nhĩ đã được chuyển ra khỏi Tân Cương để làm việc trong các nhà máy trên khắp Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết bất kỳ di chuyển nào của người lao động cũng là tự nguyện. Đây là hình ảnh cựu cố vấn Bolton nói ông Trump nhờ Tập Cận Bình giúp để tái đắc cử. Cuốn sách mới của cựu cố vấn an ninh quốc gia Bolton đã tiết lộ như vậy. Mùa thu năm 2018, Mỹ đang trên bờ vực áp đặt các biện pháp trừng phạt với các quan chức và thực thể hàng đầu của Trung Quốc liên quan đến các trại giam hàng loạt người Duy Ngô Nhĩ, được thúc đẩy bởi một yêu cầu lưỡng đảng hiếm hoi từ các nhà đối lập và lập pháp và các quan chức từ Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia đã lên tiếng ủng hộ. Nhưng, như ông Trump đã nói, ý tưởng này đã được gác lại để không gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Tháng 5 năm nay, vài tháng sau khi giai đoạn đầu tiên của một thỏa thuận thương mại cuối cùng được đạt được, Quốc hội đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ dự luật bảo vệ nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ. Mặc dù cuối cùng Tổng thống Trump đã ký nó thành luật, nhưng vẫn chưa rõ liệu ông có thi hành luật này hay không. Một hiệp ước kinh tế lịch sử với Trung Quốc đóng vai trò trụ cột trong chiến dịch tái tranh cử của ông,
nhưng căng thẳng về đại dịch có thể thay đổi tính toán đó. Chính quyền đã báo hiệu rằng họ có thể trừng phạt Bắc Kinh vì che đậy sự bùng phát của virus corona lúc đầu và đã lên án luật an ninh mới của nước này đối với Hồng Kông. Và sự giận dữ với Trung Quốc hiện là một đề tài bầu cử lớn và điều đó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ hành động nào liên quan đến sự đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Hoa Kỳ đã thực hiện những bước nào cho việc này, câu hỏi cũng được đặt ra. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bị chỉ trích vì không nhắm vào mục tiêu Trung Quốc rõ ràng hơn về quyền con người. Tuy nhiên, một số thành phần của chính phủ đã công khai chỉ trích cách hành xử với người Duy Ngô Nhĩ của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra các cáo buộc về tra tấn và lạm dụng. Đồng thời, Bộ Thương mại đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc về việc Tân Cương. Nhập khẩu hàng hóa của một số công ty Trung Quốc đã bị hạn chế. Một số quan chức Trung Quốc không được cấp visa và đã có lệnh cấm đối với hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, nhưng không phải là lệnh trừng phạt mạnh mẽ từ Bộ Ngân khố. Và cuối cùng thì thứ Tư tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định phê chuẩn lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các quan chức Trung Quốc về vấn đề Tân Cương, nhưng nói rằng ông sẽ là người quyết định việc sử dụng chúng. Đây là hình ảnh bên ngoài của một trại cải tạo tẩy não người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc. Vào hôm thứ Hai, Mỹ đã chỉ định 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc là cơ quan ngoại giao nước ngoài. Những cơ quan này là China Center Television, China News Service, People Daily và Global Times. Thực sự là những cơ quan tuyên truyền chứ không phải là cơ quan truyền thông, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói như vậy. Và họ sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin về nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ cho chính phủ Mỹ và liệt kê các giao dịch bất động sản. Họ sẽ không bị hạn chế trong công việc truyền thông. Đây là đòn được cho rằng Mỹ tiếp tục chỉ trích và nhắm vào Trung Quốc. Và đầu năm nay, Mỹ cũng đã có hành động tương tự với 5 cơ quan truyền thông khác của Trung Quốc, bao gồm Tân Hoa Xã. Những công ty truyền thông này được lệnh cắt giảm một số công dân Trung Quốc làm việc tại Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng ngay lập tức phản ứng bằng cách trục xuất các nhà báo từ 3 tờ báo của Mỹ, bao gồm Wall Street Journal, New York Times và Washington Post. Mỹ và Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào nhau cả về thương mại và đầu tư suốt hơn 20 năm qua, khiến việc độc lập là không thực tế. Và những bình luận của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tách rời kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc đang vấp phải hiện thực khá thách thức. Đó là hàng Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ ngày càng gia tăng và các công ty Mỹ ngày càng đầu tư nhiều vào Trung Quốc và thị trường sẽ chao đảo nếu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tách rời. Vừa qua, Cố vấn Kinh tế và Nhà Trắng Peter Navarro đã khiến thị trường châu Á lo lắng khi trả lời trên Fox News rằng thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc đã chấm dứt. Các chỉ số tương lai của chứng khoán Mỹ đã đi xuống, đồng đô la mạnh lên và các chỉ số theo dõi biến động cũng tăng vọt. Navarro sau đó cũng đã nhanh chóng đính chính rằng ông chỉ đang đề cập đến niềm tin giữa Mỹ và Trung Quốc qua các vấn đề đại dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định trên trang cá nhân thỏa thuận không bị ảnh hưởng. Cũng vừa hôm qua, cố vấn kinh tế Larry còn khen ngợi Bắc Kinh trên tờ Fox Business Network. Ông cho biết họ thực sự đã có cải thiện khi đề cập đến thỏa thuận thương mại. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Hawaii vào ngày 18 tháng 6 năm 2020. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực kiểm soát thiệt hại sau khi Tổng thống Donald Trump tuần trước tuyên bố sẽ cân nhắc tách rời hoàn toàn khỏi Trung Quốc. Trước đó, đại diện thương mại Mỹ Robert đã nói với các nghị sĩ Mỹ rằng việc này không thực tế. Chiến dịch tái tranh cử của Trump đang được thực hiện theo phương châm cứng rắn với Trung Quốc và Nhà Trắng đã đổ lỗi cho Bắc Kinh khiến đại dịch lây lan và 120.000 người Mỹ tử vong và con số này vẫn tăng lên hàng ngày, hàng giờ. Tuy nhiên, một phần thông điệp nói rằng Mỹ có thể độc lập khỏi nhà cung cấp lớn nhất cho họ hiện tại sẽ gặp rất nhiều thách thức. Trên thực tế, thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang tăng lên dù đại dịch đã khiến hoạt động này đi xuống trong thời gian ngắn. Hàng xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đạt 8,6 tỷ đô la vào hồi tháng 4, tăng so với đáy hồi tháng 2, tức là 6,8 tỷ đô la. Nhập khẩu từ Trung Quốc cũng tăng lên 31,1 tỷ đô la từ 19,8 tỷ đô la hồi tháng 3. Và số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cho thấy xuất khẩu đậu tương sang Trung Quốc đạt gần 424.000 tấn trong tháng 4, hơn gấp đôi của tháng 3. Và các quan chức Mỹ gồm Lighthist, Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven gần đây xác nhận lại cam kết của Trung Quốc rằng sẽ tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận giai đoạn 1. Theo đó, Trung Quốc sẽ mua thêm 200 tỷ nông sản và sản phẩm công nghiệp, năng lượng và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm.
Cũng vào những hôm vừa qua, khi được hỏi trên một chương trình radio về viễn cảnh chiến tranh lạnh mới, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết kinh tế Mỹ gắn chặt với Trung Quốc hơn nhiều so với Liên Xô cũ. Đây là hình ảnh Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nói chúng ta phải nghĩ về việc này theo hướng là các thách thức với tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng của Mỹ ngày nay đang gắn bó sâu sắc với kinh tế của Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump sẽ bảo vệ lợi ích của nước Mỹ. Còn với ông Mnuchin, khi được hỏi về việc tách rời tại một diễn đàn của Bloomberg Invesco, ông cho biết việc này sẽ xảy ra nếu các công ty Mỹ không được tạo điều kiện cạnh tranh công bằng tại Trung Quốc. Hãng truyền thông Reuters trích lời một nguồn tin thân cận với cả Trung Quốc và Mỹ cho biết bình luận hôm thứ Hai của Navarro chỉ là lỡ lời, cho thấy quan điểm cá nhân cứng rắn của ông với Trung Quốc, chứ đây không phải là chính sách của Mỹ. Người này nói rằng giới chức Trung Quốc đã ra tín hiệu nhập khẩu tháng 6 của nước này đối với hàng hóa Mỹ sẽ tăng mạnh sau nhiều tháng đi xuống vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Rhodium Group cho biết trong một báo cáo gần đây rằng quý đầu năm, doanh nghiệp Mỹ đã công bố các dự án đầu tư mới trị giá tới 2,3 tỷ đô la vào Trung Quốc. Bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán, con số này chỉ giảm nhẹ so với trung bình quý năm ngoái. Điều này cho thấy rất ít công ty Mỹ muốn giảm hiện diện tại Trung Quốc. Bill Wright, một cố vấn cấp cao tại Trung tâm Quốc tế học và Chiến lược cho biết, kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã mất hơn 20 năm để phát triển cùng nhau. Vì thế, việc tách rời sẽ không dễ dàng. Một số công ty sẽ rời đi, nhưng không phải vì lời đe dọa của ông Trump, mà vì lương công nhân tại Trung Quốc tăng và các chính sách của Bắc Kinh gây bất lợi cho doanh nghiệp nước ngoài. Nếu ở Trung Quốc để phục vụ cho thị trường này, bạn sẽ chẳng đi đâu vì không thể phục vụ họ từ nước ngoài được, ông đã nói. Và Tổng thống không thể chỉ đơn giản là yêu cầu mọi người quay về được. Các doanh nghiệp phải đưa ra quyết định hợp lý và mang tính kinh tế. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 với bản tin chuẩn bị ra đòn mạnh hơn, Trump hoãn phạt Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de